Xin chào, chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Triết Lý Tuổi Già. Trong video này thì kênh Triết Lý Tuổi Già xin gửi tới quý cô bác anh chị những nội dung sau đây. Thứ nhất, đó là 10 điều giúp tuổi 50 sống hạnh phúc hơn. Thứ hai, đó là 4 kiểu người thành công nhưng không có bạn hữu. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị, khi bước sang tuổi 50, 60, nếu vẫn chìm trong cuộc đua kiếm tiền và tích chữ, đời sẽ trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Thay vào đó, hãy nhìn cuộc sống bằng con mắt của người trẻ, đắm chìm trong những khoảnh khắc tươi vui và đầy ý nghĩa. Đừng bao giờ rơi vào tư duy để lại tất cả cho thế hệ sau. Đừng mải mê lo lắng về những gì xảy ra với con cháu, cũng đừng để ý sự đánh giá của người khác. Khi rời bỏ cuộc sống này, ân tứ và chỉ trích đều tan biến vào cát bụi. Thời gian để trải nghiệm niềm vui trên hành trình này và săn lùng thành công cũng sẽ kết thúc. Vậy nên, hãy ghi nhớ những nguyên tắc dưới đây để cuộc sống về hưu không mất đi sự ý nghĩa, để bạn có thể thưởng thức những ngày còn lại với sự bình yên và hạnh phúc tột đỉnh. Khi bước vào tuổi 50, hãy dành thời gian để thực sự là trân quý trọng bản thân mình. Hãy dũng cảm đầu tư vào những trải nghiệm đáng giá và đừng ngần ngại tận hưởng những niềm vui xứng đáng. Đừng để những lo lắng và tiếc nuối vụt mất những cái khoảnh khắc đáng nhớ cuộc đời. Hãy nhớ rằng, khi cuộc sống kết thúc một ngày nào đó, bạn sẽ mang theo những gì bạn đã trải qua, chứ không phải những gì bạn đã tiết kiệm. Con cái đã trưởng thành, đừng để họ trở thành cảnh nô lệ trong cuộc sống của bạn. Duy trì mối quan hệ với họ, hãy dành tình cảm, tình yêu và hỗ trợ con cái khi cần thiết. Nhưng đồng thời hãy biết đến giá trị của tài sản mà bạn đã dành cho nó. Cuộc sống không chỉ về lao động mà còn là vì việc tận hưởng. Hãy cân nhắc việc nghỉ hưu khi cơ hội đến và hãy hài lòng với những gì, điều tiện lợi hiện tại. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái. Mặc dù con cái có thể yêu thương bạn, nhưng con cái cũng có cuộc sống riêng với công việc, gia đình và những trách nhiệm khác. Bạn hãy tin tưởng con cái, hãy tin tưởng rằng chúng sẽ tự biết chăm lo cho cuộc sống của bản thân. Con cháu tự có phúc có phần, đừng vì chúng mà mãi làm thân châu ngựa, hãy học cách dần dần buông tay. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc trên hành trình cuộc đời, vui sống và bình an. Đừng lãng phí thời gian so sánh với người khác về danh vọng, tài sản hay thành tựu mà bạn đã đạt được. Thay vào đó, khi đến tuổi 50, hãy tự hỏi liệu rằng mình có đạt được những sự hạnh phúc, sức khỏe và sự bền vững hay không. Đó mới thực sự là thành công đích thực. Mỗi cá nhân đều có giới hạn của bản thân, bởi chúng ta không phải là tiêu chuẩn siêu nhân có thể là vượt qua mọi khó khăn. Đối với những cái điều mà ta không thể thay đổi, hãy để cho chúng tự trôi, chấp nhận sự thật. Mọi sự vụ trên thế gian đều tuân theo quy luật tự nhiên. Việc lo lắng quá mức chỉ làm hại thêm cho tâm hồn, không có lợi ích gì, thậm chí còn làm suy yếu tinh thần của chúng ta. Hãy tự mình khám phá và lựa chọn một người đặc biệt, bởi vì trong cuộc hành trình của cuộc đời, chỉ có những người bạn thực sự mới là những người đồng hành đáng tin cậy. Dù có lòng hiếu khách đến đâu, những lo toan hàng ngày thường sẽ lấn át sự quan tâm của chúng ta. Thậm chí, đôi khi con cái cũng không thể luôn ở bên cạnh chúng ta. Do đó, hãy học cách tự mình tìm kiếm và chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với một người bạn đồng hành đích thực. Hãy bằng lòng với những gì mà bạn đang có và những gì có xung quanh bạn. Cũng đừng quên bạn bè, họ chính là tài sản của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bền lâu của những người bạn thật sự đáng trân trọng. Hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản là chịu khó lắng nghe, không ngắt lời, chớ nhạo báng, hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại. Hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối. Hãy tha thứ chứ đừng trách cứ. Và đã hứa thì không được quên. Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Khi bước vào giai đoạn tuổi già, bạn vẫn sẽ phải tự mình đối mặt với cuộc sống, không nên quá phụ thuộc
vào người khác. Đừng hy vọng quá nhiều vào sự giúp đỡ của họ hoặc mong đợi sự đền đáp từ họ. Dù cho quý cô bác anh chị có thể thuộc về con cái, nhưng không chắc chắn là tiền của con cái sẽ là của mình. Điều này thật sự là phải nhận thức một cách rõ ràng và thấu đáo. Khi bước vào tuổi 50, hãy nhớ rằng không nên vứt bỏ sức khỏe để đổi lấy những thứ vật chất phù du. Dù có đầy túi tiền thì cô chú anh chị cũng không thể mua được sức khỏe. Và việc đổi sức khỏe chỉ để kiếm tiền cũng chỉ dẫn đến việc tiêu tốn tiền vào việc mua thuốc mà thôi. Thấu hiểu điều đủ độ và trân trọng sức khỏe là điều quan trọng nhất. Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu tiền là đủ? 1 triệu, 10 triệu, 1 tỷ. Từ hàng ngàn hecta ruộng đất thì bạn cũng chỉ ăn được một chút hoa quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày. Thứ 9, hạnh phúc là tự cố gắng tạo nên, vui vẻ cũng tự tìm đến. Biết giữ một tâm trạng luôn thoải mái, yên ổn thì mỗi ngày chúng ta mới là một ngày vui. Mỗi chuyện lướt qua trong tầm mắt mới lại nhẹ nhàng và thanh thản. Hãy giữ gìn thật tốt trạng thái tinh thần. Tinh thần vui vẻ thì bệnh mới không tới. Tinh thần tốt hơn thì bệnh mới có thể không khỏi sớm hơn. Và hãy lên cho mình một kế hoạch và chờ đợi những ngày tiếp theo. Một ngày sống không có phút giây nào vui vẻ là một ngày bị mất đi đầy uổng phí. Một ngày dù chỉ có một phút giây vui vẻ ngắn ngủi cũng được lợi biết bao. Một tâm hồn lạc quan giúp chữa và lành bệnh tật nhanh chóng. Một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa cả. Hãy ra ngoài thường xuyên, đi dưới ánh nắng mặt trời, ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin và khoáng chất. Hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm nhiều năm với thể lực và sức khỏe dồi dào. 4 kiểu người thành công nhưng không có bạn hữu. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường phải gặp một loại người có những cái đặc điểm rất đáng ngộ. Họ sở hữu một sự láo cá trong giao tiếp. Họ sáng dạ, họ thông minh, giao tiếp rất dễ dàng và quen biết với nhiều người. Tuy nhiên, dường như họ không tìm được một người bạn đích thực nào trong cuộc đời này. Những cá nhân này thường thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng bên họ luôn cảm thấy hằn học, bóng bẩy của sự cô đơn. Cảm giác không có ai đối xử với họ một cách chân thành luôn hiện hữu. Đây là một hiện tượng phổ biến được phân loại thành 4 dạng khác nhau. Hãy cùng xem lại liệu chúng ta có những người như vậy xung quanh hay không. Thứ nhất, đó là người quá keo kiệt. Những kẻ cực kỳ keo kiệt thường đều trở thành tù nhân của số tiền. Giao tiếp với họ làm chúng ta cảm thấy bất tiện và thậm chí là khó chịu. Ví dụ như là bạn cùng nhóm đi du lịch, không chịu trả tiền một chút nào. Người khác phải mua nước uống, đồ ăn vặt và thậm chí cả cơm. Chỉ khi bắt buộc thì họ mới chịu móc tiền ra. Đi cùng loại người như vậy thực sự là một trải nghiệm không dễ chịu. Thực tế thì họ không phải quá nghèo khổ hoặc đang kẹt tiền, mà chỉ là tính cách của họ như vậy. Họ quá xem trọng đồng tiền, luôn đặt tiền bạc lên hàng đầu. Họ xem nhẹ tình cảm, xếp tình cảm sau tiền bạc. Nếu trong nhà quá nghèo, không thể chi nổi tiền thì có thể thông cảm. Nhưng chuyện lại không phải như vậy. Một người cho rằng tiền bạc quan trọng hơn là tình bạn thì tất nhiên là sẽ không kết giao được người bạn nào cả. Thứ hai, đó là người chỉ biết đến lợi ích. Nếu bạn gặp phải ai đó chỉ quan tâm đến lợi ích, dù bạn chia sẻ bất kỳ điều gì, họ sẽ ngay lập tức phân tích để xem điều đó có mang lại lợi ích cho họ hay không. Loại người như vậy có thể được chấp nhận trong thế giới kinh doanh, nhưng trong mối quan hệ cá nhân, họ thường khiến người khác cảm thấy khó chịu và xa lánh. Mối quan hệ bạn bè nên được xây dựng trên nền tảng của tình cảm và sự hiểu biết chân thành. Nhưng người này thì lại đo lường mọi thứ thông qua góc độ lợi ích. Điều này tạo ra sự mất cân đối và gây khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ gần gũi và chân thành. Trước đây, có một cậu thanh niên rất là nghèo. Vì để theo đuổi được một cô gái con nhà giàu, cậu đã dùng hết mọi thủ đoạn mà cậu có thể nghĩ ra,
cuối cùng cũng cưới được người đẹp làm vợ, còn được hưởng lợi ích rất là lớn. Cậu lợi dụng tình cảm của cô gái đó, thành công trở thành người vô cùng giàu có. Nhưng mọi chuyện đều cho rằng cậu quá hám lợi nên khinh thường cậu. Cuối cùng thì mọi người như cậu, những người như cậu cũng không có một người bạn thực sự nào. Người quá thông minh. Có một loại người khác khi được thảo luận thì thường được miêu tả là cực kỳ sắc bén, dường như là lời khen. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn, điều này chỉ là cách miêu tả khéo léo với từ sắc bén, thực chất ám chỉ sự tài giỏi trong mưu mẹo. Những người có khả năng mưu mẹo khi được đối xử bằng lòng thành từ người khác, họ không phải là người tốt mà thực chất đang dùng cách mưu tính để tìm cách lợi dụng. Kiểu người này đến cuối cùng cũng không có một người bạn thực sự nào cả. Vì sau khi mọi người hiểu rõ con người anh ta rồi thì đều xa lánh hết. Muốn có một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc thì phải là một người thông minh, lương thiện và độ lượng. Vẫn biết cuộc con người không ai là hoàn hảo cả. Đôi khi bạn có thể cư xử không tốt một chút cũng không sao. Nhưng tuyệt đối đừng trở thành bốn kiểu người như trên. Nếu không sẽ ngày càng ít bạn đi. Trên đây là những triết lý hàng ngày mà kênh chúng tôi tổng hợp dành cho quý cô bác anh chị. Chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, minh mẫn, trí tuệ của con cháu. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này. Xin chào và hẹn lại.